Hey, hello, xin chào toàn thể tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Và mình là BT Class of Clan đây. Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm clip về combo nữ chiến binh ra trận. Thì chắc chắn là anh em đã biết nữ chiến binh là gì rồi. Đó chính là những combo về những lính phụ nữ anh em nhé. Những em gái thật là xinh đẹp ở trong Class of Clan. Đó chính là Archer Cung Thủ và Healer Thầy Thuốc này. Và tiếp theo đó chính là Pekka. Pekka bọc thép đây anh em ơi. Và đó chỉ còn Valkyrie với phù thủy Witch. Rồi ok. Thì mình mang theo đó chính là 4 em Healer, 5 em Valkyrie và 12 em Archer Cung Thủ, 4 em Pekka và 6 em Witch. Kèm theo đó chính là những lọ thần chú, 3 lọ Hunger, đó là thịnh nộ và 2 bình máu và 1 bình băng. Thì nữ chiến binh ra trận thì liệu nó có thể ăn được cái 3 sao không ạ? Hay là không? Thì hãy đón xem vào đến cuối clip nhé anh em. Và anh em nào thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe nhé anh em ơi. Hãy ủng hộ mình thật là nhiều hơn nữa để mình có những cái động lực ra những video hay nhất, hot nhất và mới nhất cho anh em xem nhé. Thì mình sẽ không nói nhiều nữa và mình sẽ đi tìm kiếm đối thủ và chiến thôi nào anh em. Let's go. Bây giờ mình sẽ đi kiếm nhà. Đối với 2k8 cúp này thì nhà kiếm thì tài nguyên rất là nhiều. Hay là mình đánh luôn nhà này đi anh em ơi. Tài nguyên khá là nhiều. Ở phòng thủ cũng khá là tương đối gần max hết rồi. Có thể là gọi là max hết rồi anh em ạ. Thôi mình đánh luôn nhà này nhá anh em nhá. Nhà chính để bên ngoài thì mình đi super queen luôn đi nhở. Mình đi luôn cái super queen cho nó ăn luôn cái nhà chính cho nó máu nhờ anh em nhờ. Kèm theo đó là phải bình Ranger. Ranger mình mang vậy đi làm gì để nộ cho em Pekka và Valkyrie anh em ơi. Pekka với Valkyrie tất nhiên là phải dùng đến nộ rồi. Và cái nhà chính này chắc chắn là phải chụp cái bình băng lại, không là nó sẽ giết em. Rồi nhà chính đã bị phá hủy và ăn luôn cái nhá con kinh đội bạn luôn. Nào ăn, nào ăn nào. Rồi chúc queen mình sắp chết rồi còn đâu nữa. Gồng queen quên, mình gồng kinh, queen chưa cần gồng. Và sau đó sẽ là thả Pekka đi vào bên trong, nhưng mà cần thêm một mình ray nữa cho super queen nhé anh em. Và sau đó sẽ thả Archer bên ngoài này cho nó ăn những cái công trình phòng thủ bên ngoài. Và thả Valkyrie ở bên ngoài này vào nó. Ôi chết cha, nó đi lạc đâu rồi? Chúng mày đi đâu đây? Đi vào bên trong đi nào. Ôi không, hình như là Super Queen sắp chết rồi anh em ơi. No, mình mang máu đi hình như là hơi tồi tệ thì anh em phải, anh em ạ, nó một cái hơi tồi tệ thôi anh em ơi. Một trận chiến khá là kinh hoàng đối với mình luôn này. Mang máu đi làm gì không biết, tại sao không mang Ranger, tại sao không mang bình nộ, trời ơi không biết mình nghĩ gì mà mang máu đi theo thế hả trời, tại sao hả trời ơi. Thôi không sao anh em ạ, trận này có vẫn có thể được 2 sao anh em ơi. Tài nguyên thì cũng khá ăn được nhiều đâu. Ok, chắc chắn là phải làm thêm một trận nữa rồi anh em ơi. Chắc chắn là phải làm thêm một trận nữa rồi. Tài nguyên cũng khá là nhiều. Tiếp theo một trận nữa mình sẽ xin Valkyrie đi. Valkyrie Ranger che. Chứ trận trước mình không có lính clan, với lại mình cũng đánh ngu, không thể nào mà ăn được hết đám cái
tài nguyên đấy được. Thôi mình phải chạy lính để chuẩn bị vua thôi. Mình đánh vua thì toàn đánh điện long thôi anh em ơi. Chắc mình phải bỏ ra hai bình máu để thay vào bình ranger thì tốt hơn anh em ạ. Thay bình danh bình nộ vào tốt hơn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đợi lính xong nhá, 3 phút nữa là lính xong rồi và 5 phút nữa tướng sẽ xong. Ok thì chắc là đoạn này mình sẽ tạm ngừng ở chỗ này, thì nữa lính xong thì mình sẽ bắt đầu, mình sẽ quay lại nha anh em nhá. Ok thì mình xin phép được tạm ngừng chỗ này cái. Khi nào ở lính xong mình sẽ bấm quay lại nha anh em. Ok anh em, bây giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Và mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Ok thì bây giờ sau một thời gian đợi lính với Queen Queen tỉnh lại thì bây giờ mình đã quay lại trở lại với anh em và đi chiến đấu thế nào. Tại vì mình đang bận việc thế nên có lẽ là mình sẽ đi đánh nhanh luôn một nhà nào đó. Ok thì chắc là kiếm được nhà nào giàu giàu mà defense yếu thì mình cũng đánh thôi anh em ơi. Chứ mà mình đang ở công ty nữa chứ. Thế nên là ok luôn, làm luôn nhà hoang này đi, kệ mẹ nó. Ít thế là nghèo ấy, thôi kệ đi luôn nha anh em nhá. Mình sẽ chiến luôn cái nhà này đi. Chứ mình đợi ấy hơi là lâu anh em ạ. Ok chiến luôn nha anh em nhá. Tại vì mình bận làm thì sorry anh em rất là nhiều. Có gì mình sẽ bù lại sau cho anh em nhá. Anh em mà thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe nhé anh em ơi. Nào Queen đi vào bên trong, King đi vào bên trong, thả Valkyrie vào nào. Valkyrie XK Quick và đại quản giáo thả vào. Đi hết vào bên trong đi anh em ơi. Đi vào trong nào. Đúng rồi, vào trong đi nào. Chuẩn với đó, quẩy quẩy đê. Một đinh đây chỗ này nữa. Một đinh đây chỗ này nữa. Gồng kinh lên nào. Đại quản giáo phải gồng lên thôi. Chắc chắn là thế rồi. Một bình băng dư để đây. Tiếp tục một bình nữa. Và một bình dây ở đây nữa. Rồi sau đó là một bình dây chỗ này nữa. Khá ok. Một nhà gọi là nhà cực kỳ yếu. Nên là Valkyrie với Tika và Phủ Tử Vít nó dọn dẹp rất là kinh khủng rồi anh em ơi. Ok, mang lại cho mình là 27 cúp. Ok thì chắc là clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nào thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe ủng hộ mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.